Hôm nay, Bộ Công Thương đã công bố kết luận thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023. Kết luận thanh tra chỉ ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện, chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện, làm giảm khả năng cung cấp điện, làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện giảm dự phòng an ninh năng lượng. Ngoài ra, việc điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm, vi phạm trong chỉ đạo điều hành lập lịch điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023. Cùng đó là để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt là khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư từ những tồn tại hạn chế khuyết điểm vi phạm nêu trên bộ công thương yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong quản lý và điều hành cung cấp điện nêu tại kết luận thanh tra chủ động khắc phục các tồn tại hạn chế không để tình trạng thiếu điện tiết giảm điện trong thời gian tới